vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học Singapore. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì công ty Tân Đại Dương có mời đến chị Dương Thị Thu Thủy là đại diện của trường BSP Academy Singapore để cùng cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về học bổng năm 2015 cũng như là những hỗ trợ từ trường và tìm hiểu về thông tin về trường ra sao các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Thủy. Chào em. Thì lần đầu tiên chị có thể giới thiệu về cái trường BSP Academy cho tất cả các bạn biết được không ạ? Chị sẽ giới thiệu sơ về trường BSP Singapore thành lập năm 1964, đến bây giờ là hơn 50 năm, trong đó hiện nay là 72 ngành nghề. Trường BSP Singapore được kết hợp với nhiều trường đại học tiên tiến của thế giới. Thì em không biết là trường của mình liên kết với những trường nào nổi tiếng trên thế giới vậy thưa chị? Liên kết với Úc là trường Newcastle, La Trobe và Wollongong. Còn liên kết với Anh là gồm 4 trường, trong đó có Coventry, Edinburgh Napier, University of London, trường đại học thứ tư mà hiện nay trường mới liên kết đó là trường đại học Loughborough của Anh. Trường này đã xếp hạng thứ 7 bên Anh. Dạ rồi, nếu vậy thì không biết là trường mình có những cái nhóm ngành nào cũng như là cái chương trình đào tạo từ cấp bậc ra sao vậy ạ? Hiện nay thì trường có đào tạo từ hai cấp bậc là bậc đại học và bậc thạc sĩ. Trong đó nhóm có 5 ngành, nhóm ngành nghề chính. Thứ nhất là tài chính ngân hàng, thứ hai là quản trị kinh doanh, thứ ba là ngành công nghệ thông tin và ngành kỹ sư, thứ tư là ngành công nghệ sinh học. Đây là một ngành mới được kết hợp với một trường nổi tiếng của Úc. Dạ rồi, thì không biết là các sinh viên Việt Nam của mình khi sang BSP á thì thường chọn là cái nhóm ngành nào là cái ngành có cơ hội việc làm cao ạ? Cái nhóm ngành mà hiện nay cái cơ hội việc làm cao mà sinh viên Việt Nam mình hay chọn á là ngành công nghệ thông tin, ngành kỹ sư. Các ngành đó thì học thời gian học lâu, đặc biệt học ngay tại trường Newcastle là tới 36 tháng. Học phí hơi cao nhưng ngành đó thì sau khi ra trường rất là dễ kiếm việc làm tại nước ngoài. Điều kiện đầu vào của trường thì không dễ nhưng cũng không khó lắm các bạn. Nếu mà tùy theo các bạn chọn theo nhóm ngành nghề, nếu mà ngành nghề thương mại là ngành dễ nhất, là hết lớp 10 là các bạn đã được trực tiếp vào học dự bị đại học của trường. Mà trong đó thì cái đầu vào mà khi mà xếp thì bắt buộc các bạn phải xếp theo trình độ ngoại ngữ. Ngoài cái học lực của Việt Nam mình như học bạ, các bạn học lớp 10 phải 7.0, lớp 11 là 6.0, lớp 12 là 6.0. Đó. Thì các bạn nếu mà đầu vào các bạn anh văn chưa có đạt chuẩn của trường thì được thi xếp lớp. Thi xếp lớp thì trong đó có 5 cấp độ. Các bạn cứ xếp lớp 1 thì vô học trước. Và giai đoạn đó học xong anh văn rồi mới đến giai đoạn dự bị đại học. Là nó chia làm hai giai đoạn. Xong dự bị đại học mình mới vô đại học trực tiếp. Dạ rồi. Nếu vậy thì không biết đối với chuyên ngành mới như là ngành công nghệ dược hay là công nghệ sinh học thì cái yêu cầu đầu vào nó có khác gì với những cái ngành vừa kể trên không chị? Ngành mới như cái ngành công nghệ sinh học, công nghiệp dược và y sinh của trường đại học La Trobe hiện nay BSP có kết hợp á thì đầu vào là cũng hết lớp 10. Các bạn cũng phải thi xếp lớp theo từng cấp bậc như chị Thủy mới vừa nêu xong. Đó là đặc biệt là anh văn phải là 5.5 mới được vô trực tiếp, nhưng mà chưa có thì mình phải học theo cấp bậc từng lớp, trong đó mình có 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Nếu các bạn học lớp 10 Việt Nam thì thường sinh viên Việt Nam mình là xếp vào lớp 3, hầu hết hiện nay là như vậy. Thì khi lớp 3 thì mình phải học lớp 3, lớp 4, lớp 5 là mình học 3 lớp và mỗi lớp là khoảng 2 tháng rưỡi. Và xong các lớp đó thì các bạn thi lên lớp thôi. Khi vô dự bị đại học thì không phải nộp bằng IELTS 5.5 mà chỉ thi lên lớp theo các lớp học của trường BSP thôi. Vậy là chỉ cần có chứng chỉ anh văn của trường BSP là mình có thể vào cái chương trình dự bị. Đúng rồi. Dạ. Chương trình dự bị thì cũng theo, nếu các bạn học 10, các bạn đi theo thứ tự từ anh văn vô lớp 10 thì các bạn phải học foundation. Học trước tiên là 3 tháng đầu là certificate, sau đó 9 tháng là foundation. Xong các bạn vô học trực tiếp đối với lại trường ngành công nghệ sinh học là 24 tháng. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ lấy bằng của trường đại học La Trobe của Úc. Mà nếu các bạn muốn học 2 năm tại Singapore cũng được, hoặc 1 năm tại Singapore và năm sau các bạn chuyển tiếp đi. Như vậy thì em không biết là trong năm 2015 thì bên trường mình có cái học bổng cũng như hỗ trợ nào cho sinh viên ạ? Hiện nay là trong khóa tháng 3, tháng 4, tháng 5, bạn nào mà apply hồ sơ, application fee thì các bạn sẽ được học bổng là 2.000 đô Singapore. Mà đăng ký cho các ngành của trường đại học Edinburgh Napier, đó là ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và trong đó cũng có ngành kỹ sư. Dạ. Nếu vậy thì cái yêu cầu để nhận được học bổng là chỉ cần đăng ký vào cái khóa này thôi hay sao chị?
Hiện nay là cái yêu cầu nhận học bổng cái này là giống như người ta khuyến khích các bạn đi học thôi, chứ không có yêu cầu là phải có anh văn. Người ta chỉ cần là lớp 10 thì các bạn phải có học bạ là 7.0, còn lớp 11 và lớp 12 là 6.0. Đó là cái yêu cầu cơ bản khi đăng ký nhập học, chứ không phải yêu cầu để lấy học bổng. Các bạn chỉ đăng ký trong cái tháng 3, tháng 4, tháng 5. Ngày hạn cuối cùng của chương trình lấy học bổng là 30 tháng 5. Dạ rồi, còn về vấn đề nữa là cái cơ hội việc làm thì các bạn thường rất là quan tâm, thì không biết sau khi tốt nghiệp thì trường hỗ trợ gì ạ? À, đây là điểm mạnh của trường. Năm theo thống kê của một tạp chí của nước ngoài á, là năm 2014, thì các bạn sinh viên tốt nghiệp trường học tại BSB á, là trong vòng 3 tháng đầu là đã có 84% các bạn đã nhận được công việc làm. Còn sau 6 tháng là 94% nhận công việc làm. Còn những phần 6% còn lại không phải không có việc làm, mà hầu hết là các bạn tự kinh doanh. Dạ. Chứ cơ hội việc làm ở trường, còn một cái mà các bạn rất là quan tâm là khi trước khi tốt nghiệp, bên BSB luôn luôn tổ chức một những cái buổi mà liên kết trực tiếp với những nhà tuyển dụng từ những cái tập đoàn lớn theo các ngành nghề mình học. Ví dụ như những cái ngành công nghiệp dược thì sẽ có tổ chức những nhà máy dược hoặc những bệnh viện. Trong công nghiệp dược mình có thể làm cả hai, những nhà máy dược cũng được mà bệnh viện cũng được, thì người ta sẽ tổ chức những cái buổi đó. Các bạn tới các bạn sinh viên sẽ trực tiếp gặp nhà tuyển dụng ngay tại trường, ở trường sẽ hỗ trợ cái buổi đó để cho mình phỏng vấn. Hoặc là người ta sẽ gửi mình tới những cái công ty, những cái tổ chức mà cần có nhu cầu tuyển dụng. Còn một cái phương án cuối cùng nữa là họ luôn luôn có một cái bộ phận hỗ trợ xin việc làm sau khi tốt nghiệp. Các bạn liên hệ trực tiếp, có địa chỉ website sẽ cung cấp sau cho các bạn. Nếu các bạn cần thông tin thì có thể mình lên trực tiếp từ website của trường. Dạ rồi, nghe ra thì rất là hấp dẫn đúng không ạ? Còn một vấn đề cuối cùng thì các bạn sinh viên khi sang nhà thì thường rất là bỡ ngỡ. Vậy thì không biết là khi mà ở sân bay thì trường mình có hỗ trợ đón các bạn hay không chị? Đúng rồi, cái đó là cái mà bên trường đang là điểm mạnh của trường. Các bạn yên tâm khi mà đăng ký nhập học tại trường, xếp xếp lịch thì bên trường sẽ có một bộ phận đón tại sân bay, đưa về tặng ký túc xá. Các bạn ở ký túc xá có rất là nhiều dạng ký túc xá, các bạn muốn ở ghép hoặc ở riêng, hoặc là các bạn muốn ở homestay đều có. Trường là một cái điểm mạnh là ở gần trạm điện ngầm, mà cũng gần trung tâm mua sắm, ăn uống, những cái trung tâm mà người Việt mình ở cũng tương đối đông. Nên cả các thức ăn, mọi thứ rất là thuận lợi cho các bạn sinh viên Việt Nam. Dạ rồi, vâng, rất là cảm ơn những thông tin mà chị Thu Thủy vừa gửi đến cho tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn, hy vọng sẽ gặp lại các bạn sinh viên ở BSB Singapore vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 sớm nhất. Và để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục du học Singapore như thế nào, các bạn cũng có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hoặc lên ngay với văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.